sáng ngày 10 tháng 8 năm 2024, nhằm ngày 7 tháng 7 năm Giáp Thìn, tại trường Hạ Tổ Đình Bồ Đề, Thiên Sơn Cổ Tích Tự, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp khóa an cư kết hạ Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Chứng minh và chủ trì buổi lễ có Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, ngôi đường chủ của 18 trường hạ trong toàn thành phố. Cùng sự hiện diện của Chư Tôn Đức, Giảng sư Hạ Trường, Chư Hành giả Tăng Ni trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, đông đảo nhân dân Phật tử tham dự. Sau khi cử hành nghi lễ cúng Phật Đại Khoa, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, 128 hành giả Tăng Ni cùng vân tập về giảng đường để cử hành tạ pháp an cư theo nghi thức cổ truyền. Đại diện Chư Hành giả tại Hạ Trường Bồ Đề đã dâng lời tác bạch tạ pháp, cảm niệm ân đức của Chư Tôn Đức trong ban chức sự Hạ Trường. Trong 3 tháng vừa qua, đã luôn tận tâm tận lực, không quản ngại Phật sự đa đoan, giúp cho các hành giả vân tập về nơi đây, kết hạ an cư được như luật, như pháp. Đồng thời, đại diện Chư Hành giả cũng dâng lời khánh tuế lên Chư Tôn Đức, mừng Chư Tôn Đức thêm một tuổi hạ. Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã tán thán Chư Hành giả Tăng Ni đã cùng nhau thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả trong 3 tháng qua, ngày đêm 6 thời chuyên tâm tu tập, khai giảng vô thượng pháp bảo, tuyên dương chính pháp, lợi lạc quần sinh. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm cũng bày tỏ niềm hoan hỷ và chúc mừng Chư Tăng Ni đã khép lại 3 tháng trau dồi tam vô lậu học, chuẩn bị đón nhận một tuổi hạ mới. Hòa Thượng tán thán và tri ân sự trợ duyên của nhân dân Phật tử, đạo tràng Tổ Đình Bồ Đề, đã nỗ lực hộ trì cho Chư Tăng Ni an tâm tu học, mong rằng Phật Pháp sẽ ngày càng phát triển, chính Pháp được xiển dương. Lễ tạ Pháp đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.